Qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là y học y tế thì ngày càng tiến bộ và cũng có rất là nhiều những trường phái khác nhau. Ví dụ như là ở tại Nhật hay là một số nước châu Á thì quan điểm sẽ là cấy ghép từ những cái đơn vị liên quan tới cơ thể người hoặc là gen liên quan tới chuỗi y học của con người. Thế nhưng mà đối với những đất nước khác, ví dụ như là tại Mỹ, tại Đức hay một số quốc gia châu Âu, họ lại quan niệm là mọi thứ đều có thể thay thế, không chỉ từ động vật mà còn có thể là từ thực vật. Và hy vọng rằng những cái phát kiến về y tế như vậy sẽ ngày càng được nhân rộng và mở rộng hơn nữa để có thể cứu giúp được rất nhiều người khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin tiếp theo. Hơn một tháng trôi qua kể từ khi mà làn sóng đình công của các bác sĩ bắt đầu bùng phát nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y, chính phủ Hàn Quốc thì cũng đang khẩn trương tìm cách xử lý cơn bão khủng hoảng y tế, trong đó có những biện pháp cứng rắn khi mà tình trạng hỗn loạn có dấu hiệu lan sang các lĩnh vực khác. Và vào ngày 22 tháng 3, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát phải vào cuộc điều tra về một bài đăng trực tuyến kêu gọi các bác sĩ tiếp tục đình công nhằm phá hủy hệ thống y tế của đất nước này. Bài viết được đăng tải trên Medistaff, một cộng đồng mạng dành cho các bác sĩ, kêu gọi các thành viên tiếp tục nghỉ việc, ngay cả sau cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. Hành động này sẽ gây ra thiệt hại to lớn không thể khắc phục được cho hệ thống y tế Hàn Quốc. Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát điều tra bài viết này vì coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân. Cùng ngày, ông Park Myung-ha, một lãnh đạo của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA, đã có mặt tại văn phòng điều tra tội phạm công cộng của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul do có những nghi ngờ về việc xúi giục các bác sĩ thực tập sinh đình công hàng loạt. Đây là lần thứ 5 ông này phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của cảnh sát kể từ tháng trước.